trong 32 bước thì sẽ quay bốn hướng, và mọi người chú ý đứng cùng hướng nhé để tập cho dễ vậy. Nào, bắt đầu là chúng ta cũng vẫn bước sang bên trái trước. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Đấy, đứng tại chỗ và chúng ta sẽ tạo cái hông để khi bước chân vào đâu thì về thế nào thì chúng ta sẽ đưa hông theo như vậy thì nó sẽ rất là dẻo. Chuyển sang nhịp tiếp theo là 13 là bước chéo chân trái lên, và 14 lại bắt chéo ngược lại. Đấy, 15, 16, 17 lại bước chân trái lên. Đấy, và 18 đưa ra. 19 bước lên và 20. 21 lùi xuống. 22. 23 lùi. 24. 25. 26. 27. 28. 29 xoay. 30. 31. K2. Là vừa chúng ta đã chuyển sang hướng thứ hai luôn. Hãy bắt đầu từ đầu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Chúng ta lại chuyển sang hướng thứ ba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Và khi mọi người nhảy, mọi người cũng nhớ là bao giờ cũng thuộc lầu các bước đã. Sau khi đó là sẽ hòa nhạc vào rất là tự tin, và bước bao giờ cũng chính xác và bài nhảy sẽ đẹp.